Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ Hồng Từ. Hồng Từ tên thật là Cao Văn Từ, sinh vào năm 1963 tại tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Nghề nghiệp diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương. Là con trai duy nhất của một gia đình nên từ nhỏ Hồng Từ đã được mọi người cưng chiều hết mực. Đến năm anh 16 tuổi, với quyết tâm lập nghiệp, đã khăn gói lên Sài Gòn để học nghề thợ tiện. Tuy nhiên, do duyên nghiệp với cải lương mà chỉ một lần đi xem đoàn hát cải lương, anh đã xin đi được theo đoàn hát này. Hồng Từ phải làm mọi việc trong đoàn hát, từ dọn dẹp, lo phông màn, mắc dây điện cho tới những vai phụ không lời thoại. Sau khi đoàn hát giải tán, Hồng Từ tham gia thi và trúng tuyển vào đoàn văn công ở Đồng Tháp. Từ đó, con đường nổi tiếng của anh bắt đầu. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bị đoàn hát này kỷ lục vì bùng diễn. Từ đó, anh quay lại với những vai diễn quân sĩ lòng đồng. Chỉ đến khi tham gia vào đoàn Sài Gòn và ra băng cassette Hồng Từ Trọt Cù thì danh tiếng của anh bỗng chốc nổi như cồn, thậm chí băng nào ra thì đều cháy đến băng đó. Kể từ khi có địa vị và danh tài, anh lại lao vào những cuộc ăn chơi không hồi kết, và gia tài mà anh kiếm được trước này đã nhanh chóng đổi nón ra đi. Khi tỉnh ngộ, anh lại bắt đầu những việc nhỏ nhất, phải cho đến tận ngày này thì anh mới lấy lại được danh tiếng cho mình. Các đạo diễn cũng như các show diễn bắt đầu tìm đến anh ngày càng nhiều, giúp anh lấy lại chỗ đứng cho mình. Các vai diễn mà anh đã từng tham gia: Cái Bóng Bên Chồng, Một Thời Ngang Dọc, Cổ Tích Việt Nam, Trang Đốn Củi và Con Tình, Khi Đàn Ông Có Bầu, Cổ Tích Việt Nam, Ăn Khế Trả Vàng, Các Vợ Hài Ấn Tượng, Số Đỏ, Kén Rẻ, Big Star, Đi Hỏi Vợ, 49 Gặp 50, Liên Khúc Lô Tô, Thầy Bói Hết Thời, Xui Già Xui Nghèo, Các Vợ Cải Lương Hay, Tình Yêu Và Tướng Cướp, Bàn Thờ Tổ Một Con Đảo, Hòn Vọng Phù. Về con đường mà Hồng Từ sa ngã, trong những lần chia sẻ với truyền thông, Hồng Từ thừa nhận mình có tật nghiện cờ bạc. Bắt đầu bước chân vào con đường cờ bạc từ năm 1991, anh không hề nghĩ đến chuyện ăn thua, chỉ nghĩ rằng đó là một trò giải trí sau những phút chạy sâu căng thẳng. Tuy nhiên, càng chơi thì anh lại càng lậm vào nó. Từ đó, số tiền thua bài ít ỏi ban đầu, anh đã bắt đầu tăng đô dần. Có đêm, anh thua hơn 500 triệu đồng và từng nói để bỏ sâu lao vào một cuộc chơi thâu đêm. Thậm chí, anh từng nghỉ diễn một thời gian dài chỉ để được thoả mái chơi bài từ năm 2000 cho đến năm 2004. Anh chia sẻ, có những ván bài mà anh chơi đến 6 cây vàng mỗi ván. Còn cá độ bóng đá thì bắt 50 triệu một trận, lúc nào cũng bắt 7 đến 8 trận. Đỉnh điểm nhất là lúc anh bắt cùng lúc 11 trận bóng nhưng chỉ thắng được 2 trận, còn lại thua hết 9 trận. Cây Hài thừa nhận, anh chơi bài vì lòng tham chính là anh muốn có thêm tiền nhưng lại không muốn vay mượn bất cứ ai, thế nên anh mới tìm đến cờ bạc. Do thua bạc liên tục mà Hồng Từ phải bán cả căn biệt thự với giá 550 cây vàng, trong đó 500 cây vàng thì dùng trả nợ, còn lại 50 cây vàng thì mua căn nhà nhỏ. Thế nhưng sau đó anh lại phải bán tiếp căn nhà nhỏ này chỉ vì máu đỏ đen, ngoài ra còn nợ 1 tỷ bên ngoài. Người vợ cũ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không thành công nên đã quyết định ly dị. Chính Cây Hài này cũng đã thừa nhận rằng nguyên nhân chính là do thói quen cờ bạc của anh. Những năm gần đây, anh lại quay lại con đường hoạt động nghệ thuật nhờ sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp. Ngoài ra, còn nhiều khán giả hâm mộ từ thời đỉnh cao của anh vẫn không ngừng động viên anh quay lại. Chính nhờ tình cảm mà mọi người dành cho mình mà anh như được tiếp thêm động lực để làm nghề nghiêm túc hơn. Sau khi lấy vợ mới, diễn viên này đã muốn từ bỏ cờ bạc. Anh mua căn nhà nhỏ tại Phú Nhuận, tham gia vào các chương trình thách sầu để giải bày con đường cờ bạc của mình, cũng như khuyên nhủ nhiều người tránh xa cờ bạc đỏ đen. Trong thế giới nghệ sĩ Việt, cũng có không ít người đã đánh mất tất cả chỉ vì vướng vào con đường cờ bạc, như ca sĩ Siêu Black, diễn viên Thương Tín, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Từ cái bài ăn khách đến bị bắt vì cờ bạc,
Thế nên rất nhiều người đã bất ngờ mới đây tin tức Hồng Tơ bị bắt vì cờ bạc đã xuất hiện ở trên báo đài. Nghệ sĩ Hồng Tơ đã bị tạm giam tại nhà giam Chí Hòa để điều tra về tổ chức đường dây cá độ cờ bạc, và sự kiện này đã khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng và ngao ngán với danh hài này. Chính nhờ vậy mà nghệ sĩ Hồng Tơ đã thay đổi và đã vươn lên để vượt qua nỗi khó khăn trong thời gian. Diễn viên hài Hồng Tử và chuyện ngày kiếm trăm triệu, đêm thua vài tỷ. Ở thời điểm đỉnh cao, Hồng Tử được biết đến là một nghệ sĩ đại gia vì phường nào cũng có nhà, đi diễn mỗi ngày kiếm được cả trăm triệu đồng. Thế nhưng có quá nhiều tiền, nghệ sĩ này bắt đầu xa vào con đường cờ bạc. Chiều ngày 8 tháng 11, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét thẩm bị cáo Cao Văn Tử, nghệ danh Hồng Tử, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và 5 đồng phạm cùng về tội đánh bạc. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 4, công an bắt quả tang Cao Văn Tử, nghệ danh Hồng Tử cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, quốc tịch Úc, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tử, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Tại đây, công an đã thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc. Sau đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Tử, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Thông tin diễn viên hài Hồng Tử ham mê cờ bạc đã được giới nghệ sĩ dâm gian từ nhiều năm nay, nhưng anh bị bắt, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ bởi anh từng xuất hiện trong chương trình Sau Ánh Hào Quang hồi năm 2017 với chủ đề Điên đảo vì kiếp đỏ đen. Khi đó, nghệ sĩ này đã tỏ ra hối tiếc khi vì trót xa vào con đường cờ bạc. Mấy năm nay, thấy Hồng Tơ trở lại với sân khấu, ai cũng nghĩ anh đã đoạn tuyệt với cờ bạc, nhưng rồi chẳng ai ngờ. Nhiều nghệ sĩ đã tỏ ra tiếc nuối vì Hồng Tơ vốn là nghệ sĩ thành công trong kinh doanh, vợ đẹp, con ngoan, lẽ ra chỉ cần làm nghề là để có cuộc sống yên ấm. Nhưng đã nói nghệ sĩ Duy Phương vì từng giàu có nên Hồng Tơ muốn đốt cháy giai đoạn, ham làm giàu bằng con đường may rủi. Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương, khi sân khấu cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao như các đồng nghiệp khác, anh chuyển qua diễn hài, đóng phim. Anh kể, thời đỉnh cao, mỗi ngày kiếm được hàng trăm triệu đồng, có tiền, vợ Hồng Tơ khuyên anh nên đầu tư vào bất động sản. Anh kinh doanh bay máy mát tai đến mức ở phường nào cũng có nhà, mỗi ngôi nhà vợ chồng Hồng Tơ sửa sang lại và bán trao tay, ít nhất cũng phải lãi 15 cây vàng. Thế nhưng, nổi tiếng lại có nhiều tiền trong tay, Hồng Tơ rơi vào tiêu hoang phí. Anh cũng tâm sự rằng, một phần cũng là do tuổi còn trẻ, bản tính nghệ sĩ nên không tránh được sự ngông cuồng, háo thắng, muốn làm giàu nhanh chóng. Thời gian biểu diễn mỗi ngày của tôi là sáng tụ tập bạn bè, uống cà phê, chiều ăn nhậu, tối đi vũ trường. Tôi hiếm khi dùng bữa cơm nhà, nghệ sĩ hài nói. Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, anh chia sẻ, vào khoảng cuối năm 90 là thời điểm anh bắt đầu lún sâu vào cá độ các giải bóng đá quốc tế. Hồi đó, toàn bộ thời gian, tâm trí và tiền bạc anh đều dồn vào cá cược. Tôi cá độ một trận bóng 15 triệu đồng, mỗi đêm đánh 11 trận nhưng thua hết 9 trận, một trận hòa và một trận thắng. Có đêm tôi thua tới 1.000 đô, Hồng Tơ kể. Không chỉ ham mê cá độ, Hồng Tơ còn sang Campuchia đánh bạc. Chỉ vài ngày, Hồng Tơ gánh số nợ lên đến 10 tỷ đồng. Mất nhà, vợ bỏ vì không hết thói cờ bạc. Hết tiền nhưng không hết máu ăn thua, Hồng Tơ bắt đầu bán nhà để gỡ gạc, nhưng càng gỡ thì càng thua sâu. Hồng Tơ từng là đại gia bất động sản, nhưng rồi từng căn nhà cứ thế ra đi cho đến không còn gì để bán. Đến người vợ từng hỗ trợ anh trong kinh doanh, nghệ thuật cũng không thể thay đổi được thói quen ham mê cờ bạc, đành phải dứt áo ra đi. Mất nhà, mất gia đình mà Hồng Tơ vẫn không tỉnh ra. Anh vay mượn khắp nơi, từ bạn bè đến người thân. Khi không xoay được nữa thì anh vay nặng lãi từ tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Hồng Tơ nhớ lại, cờ bạc lâm vào người, tôi không thể đi diễn được. Vì đi diễn, mình kiếm tiền triệu, đâu thấm so với tiền thua hàng tỷ đồng. Tôi hào thắng, nghĩ sẽ gỡ gạc được, nhưng càng chơi thì càng thua. Thời gian này, Hồng Tơ phải trốn chui, trốn lụi vì các chủ nợ liên tục tìm đến nhà.
Họ bấm đến cháy chuồng nhưng tôi đâu dám ra. Hàng xóm tưởng cháy nhà nên ra hô hoán thì chủ nợ bắt đầu chửi tôi là thằng nghệ sĩ hèn vay nợ rồi bỏ trốn. Có hôm tôi phải trốn trong tủ nhưng cũng sợ người ta tìm ra nên bèn leo lên nóc nhà suýt bỏ mạng vì trượt chân ngã, Hồng Tư nói. Phải đến gần 10 năm, Hồng Tư gần như biến mất khỏi làng giải trí, không đi diễn vì diễn ở đâu cũng thấy giang hồ ngồi dưới đợi. Thực tế, có lần anh bị giang hồ cầm mã tấu truy sát, quá bế tắc, sợ hãi, Hồng Tư từng có ý định uống thuốc ngủ tự tử. Tuy nhiên, sau khi lên chùa gặp gỡ, trò chuyện cùng với một sư thầy, Hồng Tư nhận ra ý định tự tử là ngu dại. Khi tâm bắt đầu cảm thấy bình an, anh mới bắt đầu trở lại nghệ thuật và làm lại cuộc đời. Nhiều người mừng khi thấy anh mua lại được căn nhà 2 tầng, tầng 1 dùng làm kinh doanh cà phê, cũng khá đông khách. Thêm nữa, lại cưới được người vợ trẻ kém đến 20 tuổi, họ có với nhau một cô con gái xinh xắn. Khoảng thời gian này, anh cũng mừng và khâm phục Hồng Tư. Anh từng chia sẻ với báo chí, nếu cuộc đời bằng phẳng như nước mùa thu thì đâu có gì thú vị. Những ngọn sóng ba đào khiến mình vất vả hơn nhưng lại cho mình kinh nghiệm sống. Tôi lấy lại tinh thần trong những ngày đen tối ấy bằng cách đi chùa thường xuyên, chăm chỉ làm việc. Anh cũng khẳng định đã thoát khỏi nợ nần, bỏ hẳn cá độ, cờ bạc, chỉ thời dành thời gian cho việc đi diễn, lễ chùa và quây quần bên vợ con. Tưởng rằng Hồng Tư đã thật sự tránh xa đỏ đen, nhưng không ngờ, ở tuổi 60, nam diễn viên hài bị bắt tạm giam vì hành vi đánh cờ bạc tại chính căn nhà của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.